cái gì ghi đi. Vô ghi đại tên vô. Ghi sao? Ghi nãy em nói á. Hả? Anh nói gia đình hạnh phúc là vợ con tin nhiều hay là gia đình nhiều? À. Viết xong rồi nói với chị này, với chị đem ra mà kia thả. Hả? Có. Có chưa Phương? Ủa em với ai vậy Phương? Em với lại Mai với lại Tâm với Lộc. À. Vậy bốn người vậy đi qua bên này tìm chú kia coi. Con có chưa anh trai? Con đủ chưa? Rồi vậy em vô. Đây em vô. Coi này chào mặt. Cầm quay giùm chú nha. Rồi bây giờ cầm quay giùm chú là chú đang quay á. Quay mà mấy không chụp hình. Đây. Rồi con quay đi con. Quay đi. Ba giữ cho chú kìa. Con đang quay cho chú. Lên được đây. Để ba quay nhá. Đây. Cầm viên đi. Okay. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, con tên gì? Ngọc Minh đã từng tới đây. Ngọc Minh đã từng đến Đài Loan. Đây, con nữa, để đấy thì ba kiếm cho con một kiểu đứng đấy. Ôi, chạy
Xong rồi ghê không? Hả? Ghê quá ghê. Dạ. Ok, đưa cho anh chịu nữa. Ok, một góc. Thẳng xuống. Thẳng xuống á. Thank you.
Rồi gió vô, gió vô. Quá ngon, quá ngon, quá ngon. Đúng rồi. Đó, 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 đó. Quá tuyệt. Thì nó kéo còi vậy, nó kéo còi mình chạy ra. Yeah. Lớn rồi, lớn rồi. Lên. Hey, ok, vỗ tay nè. Cảm ơn. Mình lên rồi. Thank you.